Hello, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Shop Đồ Si. Hôm nay em sẽ tiếp tục lên cho các bác những mẫu túi sách của nữ các bác nhé, và giá cực kỳ rẻ và bình dân. Khi shipper giao hàng, các bác chịu khó là mình mất khoảng 1-2 phút mình mở ra, mình kiểm tra, mình đồng kiểm với shipper với em ha. Và tiền ship là em luôn bao chọn nhé. Giá chỉ có một nhiều túi thì chỉ có 100-150 thôi, nhưng mà em vẫn bao chọn tiền ship cho bác luôn nha. Và bác nào mình mua hàng, các bác có thể là nhắn tin, gọi điện theo số Zalo em đã để trên màn hình các bác nhé. Đây, 0935752322. Để chắc chắn hơn, mình có thể là mình không bị đặt nhầm mã hoặc là nhầm mã, nhầm mặt hàng, thì bác chịu khó là mình có thể là chụp lại. Ví dụ như em túi này thì bác có thể là chụp lại cái mã của túi này đấy, cộng cái hình túi như vậy, cứ qua Zalo cho em ha. Vào em quay thì luôn luôn là quay gọi là cam thường cận chất đấy, nên bác nào mà mình xài gọi là điện thoại thì bác sẽ biết là dòng gọi là iPhone là sẽ xài cam thường, là sẽ luôn quay được cận chất, cận chi tiết cho bác luôn nha. Đấy, như mã này đầu tiên thì em sẽ lên mã này luôn cho bác nhé. Đấy, mã này là dòng túi á, gọi là túi đeo kẹp nách như vậy ha. Cái mẫu này thì cực kỳ là hot và cực kỳ chuộng luôn, tại vì cái mẫu gọi là nhìn rất là xịn, cực kỳ style luôn nhá, vừa style vừa xịn cho bác luôn. Đấy, vừa trẻ trung hiện đại này. Mẫu này sẽ đeo kẹp nách các bác nhé, đeo kẹp nách. À, đây, chất da là chất da lộn với em ha, chất da lộn như vậy. À, em quay cận chất, cận cảnh cho bác luôn các bác nhé. Đây, và phần đế như vậy, may khâu siêu chắc chắn cho bác luôn. Và mặt này thì sẽ là mặt nhầm bóng như vậy ha. À, mã là A19, cao 15 và ngang 25. Đây, cái mặt này thì có sẽ mở là như vậy. À, và ra bên trong như vậy ha. Đây, lòng lót bên trong thì như vậy. À, màu nâu các em nhé, màu nâu và là dòng chất da lộn nhé, chất da lộn. Bên trong thì sẽ có một ngăn chính, ngăn chính và một ngăn khóa và một ngăn phụ như vậy. Đó, cũng rất là nhiều ngăn luôn bác nhé, cũng rất là nhiều ngăn cho bác được đồ luôn này. Đó, túi này rất là đẹp và hiện đại luôn nhé, mẫu rất là độc lạ luôn, mà giá siêu rẻ cho bác luôn nhé. Và cái phần này thì các bác có thể là cài nấc dây này. Đó, các bác có thể là cài nấc trong nấc ngoài, tùy thuộc các bác nào mình thích, mặc thích đeo dài đeo ngắn ha. Và đằng sau cũng sẽ có một ngăn hút nam châm đằng sau như vậy. Đấy, màu nâu các em ha, màu nâu A19 nhé, mã A19. Đã tiếp tục đến trong một dòng túi gần như là dòng túi hộp này. Cái dòng này thì sẽ không có nắp đâu nhé, và nó chỉ có một cái đậy ngăn qua như vậy thôi. Đó, cái dòng hộp đứng như vậy, bên trong cũng rất là nhiều ngăn cho bác luôn nha. Và khóa kéo thì luôn mượt mà trơn tru cho bác luôn này. Đó, mượt mà trơn tru nha. Đó, và hầu như là mấy cái dòng túi này thì còn rất là mới nhá. À, ngăn bên trong này, thường là em quay cam thường thì nó sẽ gọi là không được gọi là như trên gọi là các những shop khác, người ta sẽ quay gọi là chỉnh rồi các kiểu các bác nhá. Và bên em thì luôn luôn là quay cam thường, nên các bác cứ yên tâm là trên video như thế nào là các bác nhận về tay cũng sẽ y như vậy cũng nhá, nhiều khi còn đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì ở trên video thì nó không được cận chất, nó thực dạng là không được các bác nhìn thật mặt. Đấy, thực ra là ví dụ như em ở đây thì em sẽ nhìn thật chất, thật mỗi túi hơn. Nếu các bác yên tâm là khi các bác nhận về tay thì mấy cái mẫu túi này cực kỳ đẹp và sang các bác nhé. Và giá chỉ 150 thôi, 150 nhé. Đấy, cái dây đeo của nó đây các bác này, vừa phối dây xích vừa phối da như vậy các bác nhé. Đấy, mã là A63, cao 19 và ngang 16 nhé, ngang 16 như vậy. Đấy, cái hiệu của nó là BM như vậy các bác nhé, nhìn rất là xịn, rất là sang luôn. Và dòng này có chân đứng nhé, chân đứng như vậy. Đây, tiếp tục mình cho một mẫu ISL màu đen. À, ISL màu đen da bóng đẹp như vậy các bác nhá. À, dày dặn. Nói chung là mấy bác mà mình đi đám cưới, đám tiệc hoặc là mình đi đâu đó thì mình không thể thiếu một em túi được. Không thể thiếu túi được các bác nhá. Mã này là A25. A25 cao 18 và ngang 26 này, 200.000 nhé, 200.000. À, quá khá trơn tru các bác luôn. À, bác bên trong. À, rất là nhiều ngăn bác được luôn các bác nhá. À, con to. Mã là A25, chiều cao 18 và chiều ngang 26. Đây, thương hiệu ISL đúng không này, thương hiệu ISL như vậy ha. Đằng sau như vậy, đằng sau cũng có một ngăn hút nam châm đúng không nhé. Đằng sau cũng sẽ có một ngăn hút nam châm như vậy. Đó, màu đen đấy nhé, đấy màu đen. Cái dòng này thì mình sẽ đeo được hai kiểu luôn. Và các bác sẽ vừa đeo được kiểu dạng kẹp lách như vậy. À, hoặc là bác nào thích mình đeo kiểu dài thì có thể là nới hết dây như vậy ha. Nếu không thì mình sẽ đeo như vậy.
Đấy, nhìn rất là sang, đeo được hai kiểu cô nhắc hai trong một. À, thương hiệu ISL. À, ISL như vậy cũng nhắc màu đen. Màu đen cho em ha. Đây một em túi có nắp này. À, nhìn em này cũng rất là sang, rất là đẹp luôn cô nhá. À, cái màu nó sẽ như vậy. Màu kiểu màu da cam nhá, màu da cam và mở nắp sẽ như vậy ha. À, ngăn bên trong như vậy này. Nhỏ gọn tiện lợi không nhá. Mã là A24, cao 17 ngang 27 và 150. À, chất da mềm đẹp. Đấy, đường may câu siêu chắc chắn cho bác luôn. Đến từng đường kim mũi chỉ luôn này. Đó. Đây. Đằng sau này. Đằng sau cũng sẽ có một ngăn đằng sau luôn cô nhé. Cực kỳ tiện lợi. Đó, cái dòng này thì sẽ đeo dài như vậy cô nhé. Đeo dáng dài như vậy. Đó, đeo dài như vậy ha. Và cái màu nó sẽ nhạt hơn trên video một xíu nhé. Nhạt hơn trên video một xíu như vậy. Đó. Đây, tiếp tục một em túi màu đen. Đó, và giá túi thì cực kỳ rẻ không nhé. Chỉ 150 thôi. Màu đen như vậy. Đó, màu đen ha, bên trong thì sẽ có ngăn 5 châm và có một cái túi rời luôn các nhá. Cái túi này bên trong là túi rời, các có thể là đựng ví tiền, chìa khóa xe các kiểu ha. Và bên trong thì sẽ có dây đeo như vậy các bác nhá. Có dây đeo để các bác thích đeo dài thì mình có thể là lấy cái dây này mình ra mình đeo nhá. Túi này là túi rời các nhá, túi rời luôn. Túi này còn rất là mới nhé, nhìn ở ngoài còn rất là mới luôn, không khác gì từ mấy cái túi mà bác vừa mua ngoài tiệm về luôn các bác nhé. Các bác nhìn cái phần chỗ này không ạ, cái hút 5 châm này nhìn rất là mới còn bóng luôn nha. Đó, mã là A40, chiều cao 24 và chiều ngang 24 luôn. Đó, cái đồng lót bên trong thì như vậy ha. Đây, may khâu siêu chắc chắn luôn. Đấy, cận chất cho bác luôn nhé. Form cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, ở ngoài sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đó, phần đế này. À, người ta may khâu siêu đẹp luôn, đều đẹp cho bác luôn nhé. Giá cực kỳ rẻ, chỉ 150 thôi. À, và cái phần dây đeo này có thể là tùy chỉnh này. À. Mấy cái mẫu túi này thì cực kỳ là trẻ trung nhé, bác đeo vào thì sẽ rất là ok luôn. Đây, mẫu túi này cũng là phối da lộn luôn cho em này. À, phối da lộn và nhìn cái này nhìn rất là thương hiệu luôn nha. Đó, cái phần quai xích của nó này, nhìn rất là thương hiệu luôn. À, phối da lộn thêm nhé, phối da lộn. Mã là A47, chiều cao 13 và chiều ngang 20. Và bên trong thì sẽ phối da như vậy cũng nhé, màu nâu. Màu nâu ha. Đó, túi này nhỏ gọn xinh xắn nhé. Đó, nói chung là mấy cái vết dơ này các bác mua về có thể là lau chùi sơ qua nhau nhé. Đó, và có phần nấc dây này. Nấc dây này có thể là tùy chỉnh cũng nhé, tùy chỉnh mà. Đó. Ngắn dài tùy chỉnh form mình thích thôi nha. Ngăn bên trong thì như vậy. À, nhỏ gọn xinh xắn này. Nói chung là các bác nữ thì không thể thiếu một em túi để đi chơi hoặc là đi tiệc hoặc là đi cà phê với bạn bè này. À, đeo một em túi này rất là nhỏ gọn thôi nhé, nhỏ gọn xinh xắn. Đây, tiếp tục lên cho bác một em mẫu túi cũng form to này, màu đen đúng không nhá, màu đen luôn. Đó, và cái ánh sáng của nó thì hơi bị lóe một xíu, hơi bị lóe một xíu đâu bác nhìn sẽ không được rõ lắm này. Đấy, màu đen với em ha. Mã là A38, chiều cao 27 và chiều ngang 30. Đó, ở đây có một cái tag nhìn rất là xinh quá ha. Đó. Dòng đeo như vậy, cái dòng này thì rất là phù hợp cho những bác mà mình hay dân văn phòng hoặc là mình đi là dân giáo viên này. Đấy, mình đựng đồ rất là ok, giấy tờ giáo án này. Đó, lòng lót bên trong này các bác nha. Đó, cái chỗ phần này thì có thể là đựng giấy tờ này. Đó, rất là ok luôn ha. A38 nhé, mã A38 với em ha, A38. Đó, form thì như vậy, chất da mềm nhẹ không nhé, mềm nhẹ. Đây, phần đế may khâu siêu chắc chắn cho bác luôn. Đây, em có một mẫu túi nhỏ gọn này, nhìn cực kỳ là xinh không nhé, cực kỳ xinh luôn. 150 nhé, 150, chiều cao 13 và chiều ngang 18, mã A11 nhé, A11. Nhìn rất là nhỏ gọn xinh xinh các bác nhá, xinh xinh như vậy. Đấy, mấy dòng này thì các có thể là mang đi cà phê với các bạn này, chỉ cần đựng ví tiền thôi, ví tiền. À, ngăn bên trong thì sẽ như vậy, có một cái túi nhỏ nhỏ ở bên trong này. À, cũng rất là nhiều ngăn nhỏ nhưng mà có rất là chia thành rất nhiều ngăn luôn các nha. À, và cái họa tiết của nó thì cực kỳ đẹp luôn các này. À, hút 5 châm đấy ha.
dây của nó này sẽ phối dây xích và dây như vậy, dây da như vậy, hai trong một cũng nhá. Bác nào mà mình hôm bữa chưa chốt được thì cũng có thể là nhanh tranh thủ chốt lại cũng nhá. Giá là 150 A11. Đây, mẫu túi đơn giản này. Đây, đơn giản màu da nhá, màu da như vậy. Đơn giản các bác ha, đơn giản. Và cái dây của nó thì dây đeo nó nhìn rất là xịn luôn. Đây, các bác nhìn cái dây của nó ạ, nhìn cực kỳ là xịn luôn nhá. Bác nào mà mình đã chơi cái dòng màu cái dây này rồi thì có biết rồi này. Đây, cái dây của nó nhìn rất là đẹp và rất là sang nhá. Có thể là đeo theo hai kiểu, một là đeo kẹp tay như vậy, hoặc là các bác sẽ đeo có cái dây này ha. Đó, đơn giản thôi nhé. Mã là A68, chiều cao 15 và chiều ngang 25, 180 thì nhé. Và em túi này còn rất là mới luôn, không khác gì hàng mới đúng không nhé. À, túi như nào thì em sẽ báo như vậy cho bác luôn, để bác nào mình ưng ý mẫu nào, mình thích kiểu nào. Đó, thì mình sẽ chốt cho em ha. Đó, ngăn này, cực kỳ nhiều ngăn các bác nhé, nhỏ gọn, tiện lợi. Đó, màu da em ha, màu da còn rất là mới luôn các bác nhé, còn rất là mới. Dây đeo sẽ như vậy các nhé, dây đeo. Đó, dây đeo nó nhìn rất là xịn luôn. Đây, tiếp tục một em túi cũng hai trong một luôn. Các bác vừa đeo kiểu kẹp nách được và cũng vừa đeo theo kiểu dáng dài được luôn ha. Đó, có hai kiểu dây luôn. Mã là A60. A60 chiều cao 22 và chiều ngang 30. Bên trong đây. Bên trong cũng rất là nhiều ngăn và rất là mới các bác nha. Đây, quay cận chất cho bác xem này. Đó, ngăn là ngăn khóa kéo các bác nhá, cực kỳ xịn luôn. Đấy, bác nào mình không thích ngăn khóa thì cũng có ngăn không khóa luôn. Đó, hàng cực kỳ VIP luôn các bác nhá, và giá siêu rẻ cho bác luôn. Giá cực kỳ rẻ các bác nhá, 150 một túi thôi. Đó, và em túi này thì có chân đứng không nhé, có chân đứng như vậy ha. Đó, quay cận chất da như vậy. Đó, hàng là quay cam thường thì các bác cứ yên tâm là trên video như thế nào là các bác sẽ nhận về như thế không nhé. Và ngoài thì các bác sẽ gọi là nhìn là sẽ đẹp hơn rất là nhiều, mình sẽ nhìn thật mặn, thật nhiều, gọi là thật cái túi hơn, nhìn thật chất hơn ha. 150 một túi thôi, cực kỳ là rẻ, các bác tranh thủ mình chốt và mình có thể là rủ bạn bè người thân mình mua cùng các bác nhé. A60 game ha, túi này nhìn rất là sang luôn. Đây, tiếp tục một em túi này. Túi này thì sẽ được kiểu may kiểu họa tiết như vậy. Và cái chỗ phần này thì nó sẽ hơi bị dơ một xíu, bác mua về mình có thể là lau chùi sơ qua ha. Đó, nhìn rất là nhỏ gọn xinh xắn, màu là màu xanh các nhá, màu xanh nước biển, màu xanh da trời nhá, màu xanh da trời, và là hình chữ B. Đó, hình chữ B như vậy. Đó, hút đẩy lên như vậy ha. Đó, mã là A41 nhá, A41 màu xanh da trời, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. A41 chiều cao 12 và chiều ngang 22. Đó, còn rất là mới luôn, bên trong là gót này. Đó, cực kỳ mới luôn các nhá, các bác nhìn thấy không, bóng sáng choáng luôn các bác ơi, bóng bóng luôn nhé. Đây, chia ra rất nhiều ngăn và giá cực kỳ rẻ, 150 một túi thôi. Đó, đây các bác tranh thủ mình chốt cho em ha. Mấy dòng túi này túi hàng si, nhiều túi thì nó sẽ hơi dơ một xíu, các bác mua về mình có thể là lau chùi hơi sơ qua ha, chứ không cái em túi này nhìn rất là sang này, các bác nhìn nó cực kỳ là tỉ mỉ tinh tế luôn nhá. Đó, có thấy không, vừa cầm tay vừa đeo được con này. Cái phần dây này các bác có thể là nới ra không nhé, nới rộng nới dài này, nới ngắn này. Nhìn cái dây, cái phần cái chỗ móc xích này cũng rất là bóng và đẹp luôn nhá. Đây, một mẫu túi này. Mẫu này thì sẽ được phối hai màu nhá, phối hai màu. Y như trên video luôn. Và cái thời gian của con này thì cực kỳ dày dặn này. Dày dặn nhưng mà không bị cứng lúc nhá. Cái form này sẽ là form mềm. Form mềm ha. Đó, cái da chất da ở đây các bác này. Và đằng sau thì sẽ có một ngăn khóa đằng sau như vậy ha. Đó, và cái phần khóa thì còn rất là mới luôn. Dòng này thì sẽ có chân nhé, có chân đứng như vậy. Đây, hai bên trong đây. Đó, mã là A61 này, chiều cao 15 và chiều ngang 23.
túi thì bán giá rẻ, nếu bác nào mình thấy thích mẫu nào mình ưng ý mẫu nào mình tranh thủ mình chốt thật nhanh với em nhé. A61 A61 luôn nhé, vừa cầm vừa đeo được luôn. Phối hai màu nhé, nhỏ gọn. Nói chung là mấy cái dòng túi này thì gọi là form nó không bị quá to đâu ơi, form vừa phải thôi. Đây, tiếp tục lên cho bác một mẫu túi này nhìn rất là sang luôn. Cái vân dao nó thì siêu đẹp không nhá. Màu là màu da các nhá, màu da. À, nhìn rất là sang trọng. Đấy, thiết kế thì nói chung là không bị gọi là quá là màu sắc đậm đà hoặc là quá là cầu kỳ. Đấy, nhìn nó rất là đơn giản thôi. À, với một cái thiết kế cái hình vuông như vậy. À, màu da nhá, màu da và cái vân da của nó thì nhìn rất là đẹp luôn. Không, nhìn nó cực kỳ là tinh tế nhá. Cái mẫu túi này nhìn siêu tinh tế và giá cũng rất là rẻ luôn, cũng 150. A45, chiều cao 13 và chiều ngang 22. Đấy, ngang bên trong thì như vậy. Đây là thương hiệu của túi đấy ha. May khâu siêu chắc chắn cho bác luôn. Đây, cái túi này chỉ có một ngăn chính thôi nhá, một ngăn chính và một ngăn khóa như vậy. Đấy, nhỏ gọn xinh xắn. A45 luôn nhá. A45. Để tiện lợi hơn thì bác nên chụp lại cái hình túi và cái mã cho em nhá. Mã cộng túi cho em để mình chắc chắn hơn cái sản phẩm mình đặt mua, để mình không bị nhầm mã không nhé, để không bị nhầm mã. Và em luôn bao chọn tiền ship nhé, giá chỉ có 100, 150, nhiều lắm, cùng lắm thì nhiều túi thì chỉ 200.000 thôi, cực kỳ là rẻ luôn. Và em vẫn luôn bao chọn ship tận nơi cho bác luôn nha. Cái mẫu túi này thì sẽ đặc biệt là ở cái dây này, cái dây của nó nhìn rất là hay luôn. Đấy, dây kiểu như kiểu là may thổ cẩm như vô này, nhìn rất là đẹp và xinh ha. Mã là A3, chiều cao 16 và chiều ngang 18, 150 nhá. Đó, phần dây xích dây ấy của nó rất là to luôn. Đó, xa xilin gì đây này, đó, màu nâu em nhé, màu nâu như vậy. Đó, túi nhỏ gọn xinh xắn các bác nha. Đây đằng sau, đây ngăn bên trong thì sẽ như vậy. À, đây cái thương hiệu của nó là Sasuwan An gì đây các bác này. À, lòng lót bên trong màu đỏ nhìn rất là sang trọng luôn. À, cũng rất là nhiều ngăn nhé, nhiều ngăn. Với cái dòng túi này thì em nghĩ là các bác nên mang đi cà phê hoặc đi chơi này, đi chơi đi biển này là nhìn sẽ phù hợp hơn ha. A3 các bác nhé, mã A3 chiều cao 16, chiều ngang 18. Đây, em có cái mẫu túi hoa này nhìn rất là đẹp và sang quá này. Sao các bác không chốt mẫu này? Cực kỳ đẹp luôn. Ở bên ngoài còn đẹp rất là nhiều nhé. Màu trắng với em ha. Màu trắng như vậy. À, và cái phần hoa của nó nhìn rất là đẹp luôn cô nhá. Cực kỳ tinh tế luôn này. Và cái phần dây đeo của nó là phần dây xích như vậy ha. Cũng sẽ đeo được hai kiểu. Một là sẽ đeo như vậy, hai là sẽ kéo dài nữa ha. Đấy, nhìn cực kỳ tinh tế luôn. Đây, cái chất da của nó này cực kỳ đẹp. Đấy, mọc mắt ra. A30 nhé, A30 cũng 150 luôn. Đấy, hoa đẹp như vậy, mẫu kiểu dáng cực kỳ thời trang, cũng 150. A30 chiều cao 12 và chiều ngang 30. Bên trong cực kỳ nhiều ngăn cho bác luôn nhé. Đó, bác nào mình đựng tiền rồi đựng chìa khóa rồi mấy cái đồ mình không thích để chung, đấy mình có thể chọn cái dòng này nhé. Và cái khóa của nó còn rất là mới luôn, còn bóng sáng choáng choang như vậy luôn con này. Đó, bóng loáng như vậy ha. A30. Đấy, mẫu cực kỳ đẹp. Với cái mẫu là thiết kế của cái hoa này. Đó, rất đẹp luôn tốt nhá. Màu trắng như vậy với em nhá, màu trắng như vậy. Ở trên video thì cái ánh sáng của nó bị gọi là bị chiếu và nó hơi bị lóe một xíu. Nếu bác chịu khó là mình xem với em ha. Đó, đây là các bác yên tâm là khi về nhận về tay các bác thì sẽ cực kỳ là đẹp. Và là mình bỏ ra với cái giá 150 thôi. Đấy, cực kỳ rẻ luôn tốt nhá. Mình gọi là theo phong cách gọi là tín đồ màu đỏ này, màu đỏ mang lại may mắn này. Đấy, màu này rất là đẹp luôn nha. A52 cao 20 và ngang 24, 180 này nhá, còn nguyên tag không này con này. Nguyên tag và còn cái hàng này còn không khác gì hàng mới luôn. Không khác gì hàng mới, còn nguyên cái bọc của phần dây đeo luôn nhá. Đó, còn nguyên bọc cái phần dây đeo này luôn. Và cái vân da của nó cũng rất là đẹp luôn này. Form đứng nhá, form đứng cứng cáp.
Đó, như vậy cũng ha, màu đỏ. Đấy, lúc nào mà mình gọi là theo phong cách gọi là quyến rũ sexy này. Đấy, tự tin này, chọn cái mẫu túi đỏ này đi ha. Còn là nguyên tác luôn, hàng rất là xịn. Đấy, hàng phong cách thì hàng mới luôn luôn nhé. Đấy, bác nào mình may mắn thì mình sẽ chọn được mẫu túi hoặc là mình sẽ nó vừa mới này, vừa đẹp luôn luôn nhé. Vừa mới vừa đẹp như vậy. Màu đỏ không nhé, màu đỏ ha. Đó. Đây, nguyên tem như vậy. A52 nhé, mã A52. Đây, em còn 1-2 mẫu túi nữa thôi. A21, cao 12 và ngang 25. Cái kích thước này để cho bác mình có thể là đựng vừa ví tiền hoặc là chìa khóa hoặc là điện thoại rồi mấy cái đồ mà các bác muốn đựng vừa ha. Tại vì nhiều bác thì mình mua túi mà mình không biết kích thước thì mình sẽ không biết là có đựng vừa, ví dụ như đựng vừa cái điện thoại của mình hay không. À, nên là em bên em thì sẽ luôn là đo kích thước cho bác luôn nha. Màu túi này thì cũng rất là đặc biệt luôn các bác này. À, nhìn rất độc lạ luôn, như kiểu một là một miếng bị cắt nửa các bác, như hình tròn bị cắt nửa này. Đấy, A21 nhé, A21 màu nâu. Thương hiệu này các bác này, thương hiệu Style đây. Nhìn rất là hay và độc lạ luôn các bác nha. Về màu túi này thì mình đi cà phê với bạn bè. Cà phê với bạn bè ha. Và cái mẫu này thì cũng có thể là mình cũng có thể là quấn ở bên trong như vậy này, để nó ngắn hoặc là dài tùy thuộc vào mình thích ha. Đó, ngăn bên trong đây. A21 nhé, mà A21 150 cho em ha. Đó, nhìn rất là hay luôn, kiểu dáng gọi là đơn giản nhưng mà khi bác phối đồ lên thì nhìn sẽ rất là ok. Tại vì mỗi gọi là phụ kiện món đồ mà mình gọi là thiếu, ví dụ như mình đi chơi mà thiếu mất một cái nón hoặc là thiếu một cái túi hoặc là một cái gọi là bông tai hoặc là nhẫn hoặc là gì đó, mình thiếu một phụ kiện thôi thì nhìn cái phong cách hôm đó mình đi chơi nhìn sẽ rất là đơn điệu, không có điểm nhấn nhá. À, những cái túi này vừa được đồ này, vừa tạo được điểm nhấn cho mình đi chơi ha, đi chơi đi làm mã là A13, chiều cao 20 và chiều ngang 15. À, ngang 22 nhé. À, màu nâu thêm ha, màu nâu bên trong thì sẽ ngăn như vậy. Ngăn em này siêu rộng luôn các nhá, siêu rộng siêu bự luôn. Đấy, cực kỳ nhiều ngăn cho bác lựa chọn này. Đấy, có gì đâu, cực kỳ là nhiều ngăn. Cái phần này thì có thể là đựng mấy cái thẻ này. À, mấy cái ngăn nhỏ nhỏ thì có thể là đựng thẻ ha. Mã này cũng là mã cuối cùng đúng không nhá, mã cuối cùng. Ở trên video thì em luôn quay cam thường. Đó, nên bác cứ yên tâm là trên video hầu như là nó sẽ gọi là mình không có ánh sáng với lại không được chỉnh sửa. Nên là nhìn nó sẽ không được đẹp lắm không nhé. Nhưng bác cứ yên tâm là khi về tay các bác là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và nó sẽ thật chất hơn, thật chất cận chất của nó hơn không nhé. Bác nào mua hàng mình có thể là liên hệ Zalo số điện thoại 0935752322 và muốn được tư vấn kỹ hơn thì có thể là nhắn trực tiếp qua bên Zalo không nhé. Các bác có thể là đặt hàng, có thể là chụp lại cái sản phẩm cộng cái mã của sản phẩm các bác muốn mua gửi qua Zalo để em sẽ tiện lợi hơn các bác nhé, để tránh mình có thể là bị nhầm lẫn sang mặt hàng khác. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.